Buổi trưa hôm nay mình sẽ nấu theo kiểu dọn tủ lạnh. Đây là thịt ba chỉ mình đã luộc sẵn rồi. Hôm trước mình ăn bún đậu mắm tôm vẫn còn, nên là hôm nay lấy ra kho mắm ruốc. Nguyên liệu để làm món này thì mình có mắm ruốc, đường, sả, hành tím, ớt với lại tỏi băm nhỏ. Bên cái chảo này thì mình đang xào sơ thịt ba chỉ cho nó ra bớt mỡ. Mình không có bỏ dầu ăn gì hết, chỉ để cho chảo nóng xong rồi bỏ thịt vào thôi là nó ra mỡ như thế này rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho sả, hành tím và tỏi ớt băm nhỏ vào xào cùng với thịt. Mới tới bước này mà thấy thơm lừng lên rồi mọi người ơi. Mình thích nấu mấy món mà có sả ớt á, lúc nào xào cùng với nhau cũng thơm ơi là thơm. Thực ra thì mình rất là ít khi làm thịt kho mắm ruốc, tại vì mỗi lần làm thì nó dậy mùi quá. Lúc ăn ngon thiệt nhưng mà đến cái lúc mà nó bị ám mùi xung quanh nhà, xong rồi đi ra đi vô cứ ngửi thấy cái mùi đó nó làm mình nhức đầu luôn á. Nói chung là mình không có thích nhà bị ám mùi đồ ăn, nên mọi người phải thấy lúc nào mình cũng thủ sẵn nến, nào là nến, nào là nhang thơm. Rồi bây giờ tới cái bước dậy mùi nè. Mình sẽ múc một muỗng thật là đầy mắm ruốc, xong rồi mình bỏ vào cái chỗ thịt. Đây là mắm ruốc đó mọi người, ở trên bao bì nó đề là mắm tôm, nhưng mà mình biết nó là mắm ruốc. Mắm tôm gì mà để cái hình quảng cáo là bún bò, kỳ quặc ghê. Sau khi cho mắm ruốc thì mình sẽ cho tiếp đường. Hai cái gia vị cơ bản để làm món này chỉ có mắm ruốc và đường thôi. Miễn sao mình nêm cho nó hài hòa là thịt nó sẽ ngon à. Đường thì mình cho cỡ một muỗng canh thôi. Tí nữa sau khi mà kho xong á, nếu cần nêm nếm lại thì mình sẽ nêm thêm sau. Bây giờ thì mình cứ đảo thật là đều lên. Sau khi đảo đều thì mình sẽ cho khoảng 200ml nước vào để mình kho. Nước chỉ cần xăm sắp mặt thịt như thế này thôi nha mọi người. Sau khi cho nước vào thì mình sẽ láng đều ra, xong rồi mình đậy nắp lại kho trong vòng cỡ 15 phút. À quên, trước khi đậy nắp thì mình sẽ cho vào đây một ít tiêu cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Lửa thì mình để riu riu thôi, để nó không có bị cạn nước trước khi mà mình kho xong á. Mỗi khi mà nấu những cái món nặng mùi như thế này thì mình thường phải bật quạt hút số cao nhất luôn, để nó hút bớt mùi ra. Nhờ cái quạt này mà mùi đồ ăn trong nhà cũng ít hơn á mọi người. Mặc dù là nó kêu rất là to giống như là máy bay á mọi người, nhưng mà không có nó thì chắc là nhà đầy mùi đồ ăn luôn. Tại vì mình toàn sử dụng mấy cái gia vị nặng mùi không à. Cái chảo này thì mình kho được cỡ 10 phút rồi, mình sẽ mở he hé ra để cho nó cạn bớt nước. Sau khi cạn bớt nước thì mọi người thấy thịt nó đang chuyển sang màu cánh gián rồi nè. Mình cứ đảo đều đến khi nào mà thấy màu vừa ấy rồi thì mình ngưng. Ở bước này mình có thể nêm nếm lại cho vừa ăn. Nếu như mà nó không có đủ ngọt thì cho thêm đường. Còn nếu như mà muốn mặn thêm thì cho thêm xíu mắm ruốc. Mà mình nghĩ là mặn đủ rồi á. Mình chỉ cho thêm một chút ớt thôi, tại vì mình thích cay hơn. Giờ là cạn sạch nước luôn rồi nè. Thịt ba chỉ nên là nó ra quá chừng mỡ luôn. Nếu mà thịt có da tới bước này nó bắn tung tóe luôn. Mọi người cẩn thận nha. Làm món này thì không thể nào thiếu cơm trắng rồi. Đây mình đã bới sẵn một chén cơm. Bây giờ mình sẽ múc thịt bỏ lên trên. Tiếp theo là dưa leo, mắm ruốc kho thì không thể nào thiếu dưa leo rồi. Hai cái này giống như là lúc nào nó cũng đi chung với nhau vậy mọi người. Xong rồi, mời mọi người ăn cơm với thịt kho mắm ruốc nha. Mỗi lần làm món này mình thấy hao cơm lắm luôn á, mặc dù là có một mình ăn à. Nếu như mà mọi người cũng định làm món này thì nhớ nấu cơm nhiều hơn một chút nha. Cái muỗng này chỉ để múc thịt thôi, nên là mình sẽ lấy ăn cơm luôn, khỏi phải rửa nhiều. Thôi chết, mình đói bụng quá nên là mình ăn trước mất rồi. Mọi hôm mình toàn đốt quý vị khán giả trước không à. Xin lỗi nha, để mình làm một muỗng chất lượng cho mọi người nè. Sau khi làm thịt kho mắm ruốc thì mình đốt nến lên cho nó khử bớt mùi đồ ăn. Nến này thì mình mua ở Costco mọi người. Một hộp hình như là có 6 lọ nến luôn. Mà mỗi lọ thì nhỏ nhỏ như thế này thôi. Tuy nhỏ mà đốt được lâu quá chừng. Thơm đó mọi người. Thơm kiểu nhẹ nhàng dễ chịu á, chứ không có nặng quá là mình nhức đầu. Còn lại nhiêu đây thịt thì mình bỏ vào hộp xong rồi cất tủ lạnh ăn dần. Vì là mới nấu một món rất là thơm nên mình phải đi tắm gấp, không thôi ra đường chắc là mọi người sẽ chạy mất dép hết.
Dạo này thì mình vẫn sử dụng sữa tắm tạo bọt Perfect Whip này của Senka. Thế nhưng mà mọi người có xem những video trước đây của mình thì chắc còn nhớ đúng không? Ai mà yêu thích sữa rửa mặt Perfect Whip thì nên thử ngay sữa tắm này nhé. Vì bọt tơ tằm trắng của bạn này vừa dày vừa mịn rất là thích. Ngoài thành phần tơ tằm trắng ra thì còn có HA nè. Nhờ vậy mà da được dưỡng ẩm sâu nên tắm xong da mềm mịn lắm. Sữa tắm này không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn và bã nhờn trên da. Nhẹ nhàng ở đây là vì sữa tắm này tạo bọt rất là dày và mịn nên là nó sẽ hạn chế tối đa ma sát trên da, tránh chảy xệ và làm lão hóa. Những cái hạt bọt thì rất là nhỏ nên nó sẽ len lỏi sâu vào lỗ chân lông làm cho da sạch sâu hơn. Và một điểm rất là hay ở sữa tắm Senka là dù nhiều bọt và dưỡng vậy đó nhưng mà chỉ cần xả nhanh với nước là sạch liền chứ da không có bị nhờn dính khó chịu. Mùi hương thì cực kỳ dễ chịu luôn. Loại này là hoa hồng và hoa nhài, mùi rất là fresh chứ không có bị ngọt gắt nhé. Một chai to 500ml như này ở Việt Nam mình thấy chỉ chưa đến 200.000. Mà sản phẩm này của Nhật thì rất là chất lượng rồi, nên mình nghĩ phù hợp để sử dụng cho gia đình nhiều người, khá là tiết kiệm đó. Tắm xong rồi, thật là thơm tho sạch sẽ. Nhân tiện thì mình muốn cho mọi người xem cái loại khăn tắm mà mình hay sử dụng. Mình rất là thích dùng những cái loại khăn tắm mà quấn quanh người như thế này, đặc biệt là nó có chỗ dán lại á. Tiện lắm luôn, không có sợ tuột hay gì hết. Tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một sản phẩm của Senka nữa mà mình cũng đang sử dụng và thấy rất là ổn. Sản phẩm này thì mình dùng để dưỡng trắng da cho mặt. Đây là White Beauty Lotion của Senka. Mình thấy dùng lotion này thay vì toner khá là ok vì nó vẫn cân bằng được độ ẩm trên da mà lại chứa nhiều dưỡng chất hơn. Điển hình như là em lotion Senka này, rất nhiều thành phần chính từ thiên nhiên như là tơ tằm trắng, cám gạo cùng với mật ong và tinh chất hoa anh đào của Nhật. Chắc cũng vì vậy mà kết cấu của em này hơi sền sệt. Những thành phần này thì chủ yếu giúp cấp ẩm sâu cho da. Mình ấn tượng vì có tinh chất hoa anh đào nè. Thành phần này sẽ cung cấp collagen ngăn ngừa lão hóa. Trong đây còn có thành phần dưỡng trắng em Tranexamic Acid. Bạn nào mà tìm hiểu sản phẩm dưỡng trắng thì chắc sẽ không quá xa lạ với nó. Thành phần này giúp giảm thâm nám, sạm mụn trên da. So với vitamin C thì thành phần này sẽ không làm da bị bắt nắng. Nếu mà quá nhiều dưỡng chất thì có thể gây bí da, nhưng mà bạn lotion này có công nghệ Naturance độc quyền, giúp cho dưỡng chất thấm nhanh và sâu hơn nên mọi người yên tâm nha. Lotion này rất dịu nhẹ, không chất tạo màu và tạo mùi nên rất phù hợp với những làn da nhạy cảm. Sản phẩm của Nhật nữa nên hợp với da châu Á như chúng mình, đặc biệt là thấm nhanh nên không gây cảm giác nhờn rít khó chịu trên da. Dùng xong mình thấy da mềm mịn và sáng hơn nè. Nếu những ngày da bị kích ứng khó chịu thì mình thường lấy bông đắp lên da tầm 3 phút như kiểu mặt nạ ấy. Đắp xong da dịu lại và thoải mái hơn. Đắp mặt nạ như vậy thì mình thấy phụ nữ Nhật và Hàn thường hay làm. Sản phẩm này mình thấy dùng hiệu quả mà giá chưa tới 200.000 nữa, nên mọi người nhất định là phải trải nghiệm em này nha. Để dưỡng ẩm cho da cơ thể thì mình sử dụng lotion của CeraVe. Lotion này thì dùng cho da bị eczema, da mình dạo này rất là nhạy cảm luôn nên là mình phải dùng loại này.